Phì cười với Đỗ Hùng Dũng, đưa con đi tập và trở thành cậu bé mắc cơ cực đáng yêu. Mới đây trên trang cá nhân, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã chia sẻ một đoạn video vô cùng dễ thương. Cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đến phòng tập kim cùng con trai. Khi thực hiện bài tập chạy đoạn ngắn, Hùng Dũng đã có hành động chạm vào vai bé Ti Ti, tên thân mật của vợ chồng Hùng Dũng đặt cho con trai. Cậu bé lúc này như một chiếc mắc cơ đáng yêu, giúp bố tập luyện vậy nhìn titi dõi theo bố và chập chững bỏ theo hẳn nhiều fan sẽ mỉm cười. Đỗ Hồng Dũng nổi tiếng là một cầu thủ vô cùng chăm chỉ và chuyên nghiệp. ngoài những buổi tập cùng câu lạc bộ Hà Nội, Hồng Dũng cũng đầu tư khá nhiều để tập riêng tại các phòng gym. anh chàng cũng thường đưa con trai đến phòng tập. những hình ảnh đáng yêu của bé titi cùng bố luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. hình ảnh đáng yêu của Đỗ Hùng Dũng và con trai tại phòng tập gym. Hiện tại Hùng Dũng đang tích cực chuẩn bị cho vòng đấu 13 V-League cùng câu lạc bộ Hà Nội. Trước mắt họ sẽ là cuộc chạm trán với câu lạc bộ Thanh Hóa. Đại diện thủ đô là những người được đánh giá cao hơn và hướng đến mục tiêu 3 điểm để duy trì bám đuổi với nhóm dẫn đầu.